gì mà không ngừng nghỉ luôn. Nói là có thể là ngày nay bưu điện với lại giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, nó không nhận hàng. Thì mấy chị ơi, mấy chị cho em đi hàng nha, tất cả những bưu tỉnh đều đi hết, chỉ có giữ lại vài cái bưu thành phố và một hai cái thôi. Tại vì shipper của thành phố là shipper, hai vợ chồng nó làm việc với em 5 năm. Nói quá trời nói mấy chị. Rồi tối trời ơi, lộn má sáng nay ngủ dậy hả, có những bưu tỉnh mà 150-200 ngàn hả? Gửi mấy má là chí chế luôn. Sáng nay coi như vậy, ngủ dậy là nhìn cái tin nhắn của mấy chị là hết muốn buôn bán luôn. Làm gì mà bill có 150-180 cũng gửi, bill 120 cũng gửi. Làm gì thôi, xả nha. Giờ xả sao mấy chị? Nói chứ gần 20 bill mà xả kiểu đó, chị nghĩ ship đi ship về 1.4 triệu tiền ship, mà trong khi đó bán hàng sale còn mẹ gì nữa đâu ăn. Nhắm mà mấy chị mà mua mà bây giờ mà ít quá em cho gửi ngừng. Tại vì hôm nay đã bán bữa cuối rồi, đáng lẽ em bán ngày mai bữa cuối mà. Tình hình là tất cả các dịch vụ nó đều không có nhận hàng nữa thì giờ làm sao? Lên đơn không có được tới 68 bill luôn á Trang. Bill giờ đi tỉnh mà 68 bill lên không được thì giờ công cốc mình bán. Ủa Trang, tới 68 bill nó không nhận đơn luôn, sao kỳ vậy Trang? Chị thấy GNT á, tại vì con bạn chị nó đi GNT á, tới giờ GNT vẫn nhận bình thường tất cả các tuyến luôn á. Mà bên mình cắt gì quá thì cắt luôn. Rồi sao ta? Năm nay đã kinh tế đã khó khăn, hàng không dám nhập về, mà đã nhập về lấy em bộ hoa tối sale 100 ngàn không ít lần. Bộ hoa nào chế hương chụp hình báo qua em. Còn nhắm mấy chị nào mà hôm qua, mà nói chung là sau đợt này mà chị nào mà bill mà hôm qua đã đi bill, mấy chị thấy hôm qua em like em nói rất rõ không, bill tối nay là đi hết, sợ sáng hôm nay đi không được là nó sẽ bị tù cái hàng đó lại. Ngày hôm nay là tụi em like mấy ngày nay tụi nhiều tụi em, vậy mà tối hôm qua đi mấy chị vẫn phản ứng vậy em thua. Và những cái hàng bơm lại á, những cái hàng phản ứng và bơm lại á, thì mấy chị biết gì không, qua tết á mấy chị muốn mua em nữa thì chuyển khoản hết rồi, vậy đi và chuyển khoản luôn cái tiền ship luôn, chứ giờ em nói hoài em cũng mỏi mỏ. Mấy chị vào like hết đi nha, mấy chị vào like hết đi, chứ hôm nay á bộ hoa yếm đó chị. Chị nay ở tỉnh đi được không? Dạ được chị Gia Linh Ngô.
Nhưng mà ví dụ như 3-4 ngày mà bill chưa tới thì mấy chị nhớ nhắc em hối nha. Tại vì với ý Yên đi bưu điện á, ý Yên đi bưu điện thì nói chung là em cũng rất là đàng hoàng với họ, cho nên họ cũng thương em. Cho nên bill mà mấy ngày á mấy chị không nhận được, mà lỡ nó có dính cái bill là hàng xe qua Tết á, mấy chị có thương em thì cũng nhận giùm em, còn không nhận là giờ em cũng thua chứ biết sao. Ngày hôm nay vẫn còn đi tỉnh được là cho nên đấy, lại lấy Yên like tới ngày mai, ngày mốt. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ cắt like, xong hết ngày nay em cắt like, cho nên ngày hôm nay mấy chị tập trung mua đồ ha. Rồi ý Yên lên cho mấy chị một con quần riêng xanh bạc vải co giãn này, mấy chị coi vải nè, xanh bạc vải co giãn. Chị mới chụp hình lại chị Hương Ngọc ơi, con này là mã 121 em, mẹ 102 Yên xe cho 60, quần 200 220 xe 60 nha. Mà mấy cái quần riêng này về mấy chị mặc lên không bao giờ làm mấy chị thất vọng, mấy chị tin em đi, quần này mấy chị mặc lên không bao giờ để mấy chị thất vọng ha. Quần này bây giờ mà mấy chị mặc lên là mấy chị sẽ không bao giờ thất vọng. Mã 121L102. Chị coi chị chụp hình lại chứ giờ là em thua rồi đó. Bộ hoa yếm đó chị, bộ hoa yếm. Không nhớ nghe. Rồi, mấy chị lưu ý mã 121L102. Mã 121L102 sale cho mấy chị với giá là 70.000. Ý Yên có con mã quần mã 14L120 rồi coi vậy. Mã 1 anh ghế đạo đường mua thêm nước ly nước mía nước dừa vào tủ lạnh anh ơi, sáng muốn ói quá trời. Đối diện qua kêu cho anh nè, mã này là mã 121, mã 121L120 của lộn lộn một mã 14L120 xe mấy chị 20.000, xe mấy chị 20.000 nhé, xe 20.000. Chị nào là chốt là chốt liền, lên cho mấy chị một con quần, lên cho mấy chị một con quần tôm mì 60-70kg, quần tôm mì, quần tôm mì lon túi hộp. Rồi con này sẽ để đó đi, để đó đi anh đi, vô đem vô ở đó. Rồi size 14 của size 14 của Thủy Tiên, nhớ eo nha, eo 120 nha Thủy Tiên ơi. Thủy Tiên mua chị em một bill rồi phải không ta? À, Thủy Tiên mua chị em một bill rồi, like chậm nha, tại vì mấy đứa nhỏ nó làm bill tới 5:30 mấy chị à. Mấy đứa nhỏ làm bill tới 5:30 lận mấy chị à, làm bill tới 5:30 lận. 463 Bình Dương, rồi Bình Dương bữa nay đi bưu điện luôn nè. 463 Bình Dương, 463 Bình Dương nghe rõ nha mọi người, nghe rõ eo nha. 463 Bình Dương 20.000 của Thủy Tiên, hơi chậm nha, mấy đứa nhỏ còn ngủ. Ok chung là ngủ nhanh nhẹ, ngủ mà ta không bom là không bom, mình có lường trước được người ta đâu. 20.000 của Thủy Tiên. Rồi sáng nay like hơi chậm hả mấy chị, like hơi chậm, sáng nay buộc lòng thôi cho mấy đứa nhỏ nó ngủ mà lúc 5:30 mà giờ biết làm sao giờ mấy chị. 465 Bình Dương 20.000, 465 Bình Dương 20.000. Rồi quần tôm mì này xe cho mấy chị 50.000, 60-70kg, xe 50.000 quần tôm mì. Vải coi giãn đẹp lắm, túi hộp, tôm mì túi hộp. Chú giùm em tôm mì túi hộp 60-70kg sale 50.000. Sale 50.000 tôm mì túi hộp nha. Hôm nay mà chị nào size lớn trúng, tại em còn quần size lớn nhiều nữa. Yên lên cho mấy chị con quần jean đen E104. Ồ, Yên lên cho mấy chị một con quần jean đen mã 22E104. Nè, lưng thun nè, coi giãn nè, hơi rách nè, thấy chưa. Rồi chốt giùm em mã 22E104 sale 70. Mã 22E104 xe 70. Con này quá trời đẹp luôn. Mã 22E104 xe 70. Chưa ai chốt bỏ bì nè. Mã 22E104 xe 70. Lên nhanh đi nha mấy má, lên nhanh đi chứ kiểu lỡ đó. Đó. Hạnh Dung Trần biết luôn. Rồi chị Hạnh Dung Trần, chị Hạnh Dung Trần 951. Rồi chị Hạnh Dung Trần 951. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Yên lên nha mấy chị một cái mã quần lính sale 50. Yên lên nha mấy chị một cái mã quần lính eo 95 sale 50. Sale 50 mã quần lính túi hộp nha. Mã này có coi vậy, đáng lẽ là mã này sale phải 120 chị. Mã này nhập vô rất là cao. Quần lính eo 95 sale 50. Quần lính eo 95 sale 50. Sale 50 quần lính E95.
C50 buồng lính L95 đó chị ơi. L95 buồng lính C50. Nguyễn Trinh. Cần đen trắng còn không em? Dạ còn chị, đen trắng 80.000 còn. Nguyễn Trinh. Bill là đã đi hết rồi nha mấy chị nha. Nguyễn Trinh thành phố 252. Eo dưới 95. Eo dưới 95. Lên cho mấy chị mã 82 eo 90. Má con này nó mới đẹp nè mấy chị. Con này nó mới đẹp nè. Mã 82 eo 90. Mã 82 eo 90. Cái mã này em bị mở mã lồn nè. Hết chốt rồi. Em kêu hết không. Tại kiểu không nhớ. Tại kiểu không nhớ mấy chị. Mã 82 eo 90. Mã 82 eo 90. Đầm ren mà sao, đầm ren mà sao lấy, đầm ren mà sao lấy eo 96 được chị. Đầm ren sao eo 96. Đầm ren sao eo 96 chị ơi. Chậm chút nha mấy chị, mấy đứa nhỏ nó làm đồ tới 5 giờ rưỡi sáng, 6 giờ sáng lận mấy chị. Đầm ren sao ta, đầm ren sao mà eo 86, lấy đầm ren eo 86 con chị nhiêu ký, 60 hả? 60 hay 6 mấy ký? Một con đầm ren 80.000 hả chị Nhung ha. 62 kg, giờ chút em lấy chị sau nha. Em nói lại đây tí em lấy chị sau. Trời quỷ à, ai vậy, ai mà yêu nghiệt dữ vậy,
Ai biết tôi chơi cái người lên bự dữ vậy? Nhà tôi chơi cái người đông lắm, tôi ông Phước với anh Tiên. Ăn quay ăn lại, ăn bánh mạc với nhà. À, nhà tôi chơi chỉ có nhiêu đó thôi nha. Rồi lên cho mấy chị quần này. Mã 42L126, quần này 110kg. Mã 42L126. Rồi bán cho mấy chị với giá 20.000. Ờ, mới đi Mỹ về đó. À, con mặc quần rinh. Nhà cô size 14 thì eo khoảng nhiêu? Eo khoảng 95 á, Mỹ Duyên. Con này eo 126 nè. Mã 42L126. Mã 42L126 quần đùi nha. Em có con chân váy rinh nè. Size 36. Con này chị nào 80kg không? Chân váy quần rinh. Xeo da 120. Con này 220, xeo 120. Mới thủy 20.000 nè. Ủa giờ đâu nhớ đâu, mua lại giùm được không? Ủa thì Kim Ngân giờ mình không nhớ, bạn mua lại giùm được không? Thiệt, mua lại được không bạn? Rồi yên lên cho mấy chị một con quần lính. Mã 36L93, xeo 50.000. Mã 36L93, xeo 50. Mã 36L93. Eo 95 100. Giờ còn tùm lum hết, giờ ngon ngồi đây lựa đi chứ đừng hỏi gì chứ. Thay vì ngồi tôi trả lời bà lựa đi ha. 36 của Thủy Tiên, 36 50.000 của Thủy Kiêu, eo 93. 36 50.000 của Thủy Tiên, eo 93. 36 của Thủy Tiên, eo 93. Rồi yên lên nha mấy chị, mã 06L95. Mấy chị
chị coi tôi buồn này. Bán 06 heo 95 xe 70. Nói đẹp lắm. Bán 06 heo 95 xe 70. Đi lên cho mấy chị bán 02 heo 100. Cái này là nói rò rò thôi nha. Heo 102, 102, 104 rò rò thôi. Rồi con này nè. Nè mấy chị chốt cái mã rin này nè. Mã 02 heo 100. Nè chốt cái mã rin này nè. Chứ con là hối hận đó. Mã 02 heo 100. Mã 06 heo 95 của chị Hao Phú. Mã 06 heo 95 của chị Hao Phú. Mà bên em gửi hàng được không? Gửi còn trong ngày hôm nay nữa Nhi lùng à. Rồi chị Hao Phú nè, em có chào chị Hao Phú. Không biết chị Hao Phú khách cũ ở khách mới nữa. Không biết chị Hao Phú khách cũ ở khách mới nữa. Dạ khách cũ Cà Mau, trời lâu lắm rồi chị Hao Phú. Phải số điện thoại 781 ở Cà Mau, ấp Kiểu Long, xã Đất Mũi không? Đúng không chị? Cà Mau 70 Cà Mau. Cà Mau 781. Số điện thoại cũ hả chị? Dạ ok chị. Quần size 33 là eo cũng cỡ dưới 95. Dưới 95. Mấy chị ơi, cái quần mã 02 eo 100 này nó đẹp dữ dằn lắm. Mã 02 eo 100 nó đẹp bà cố luôn đó nha mấy chị. Mã 02 eo 100. Nó luôn qua giờ xe quá trời. Không có còn nhiều đâu đó. Nói chung là giờ nó còn gì lại nói. Rồi chân váy 90-100 cái sale 20.000. Chị nào chốt chân váy sale 20.000 chốt lên chút giùm em chân váy sale 20.000. Em lo nha mấy chị. Mã 18 eo 108. Mã 18 eo 108 quần lai lọc đẹp không? Cái quần này là nó là lai lọc nha. Mã 18 eo 108 xe cho 70. Cái quần này nó dày nè. Mấy chị coi phân quần nó đẹp lắm. Mã 18. Mã 18 eo 108. Eo 108 này tương đương là 8, nói chung là dưới dưới 85-90kg. Rồi Thủy Tiên 70.000 của Thủy Tiên. Thủy Tiên chữ Tiên không có dấu được không? Con nhìn kỹ đi rồi con ghi con nốt vô cho tụi nó làm hàng, tụi nó say sẩm hết trơn. Nè, ghi chữ Thủy Tiên, ghi chữ 70 ở đây nè, còn bên hông là ghi địa chỉ với số điện thoại. Con gạch hết đi, con lọc qua bên sau con ghi. Con gạch hết đi. Con lọc qua bên sau con ghi. Mã 18 khách lấy rồi chị Hằng ơi. Mã 18 khách lấy rồi. Bỏ yên lên nha mấy chị, mã 18 theo 86. Mã 18 theo 86 con này bị trùng mãi nè. Mã 18 eo 86 là mã tôm mì túi xéo. Tôm mì túi xéo chú giùm em mã 18 eo 86. Nó đủ nguyên câu nha. Cháy Yên biết là không bị lộn nha mấy chị. Cháy Yên biết là đi lại chị 70 ngàn đi con. Mẹ nó bị dính gì bên kia à? Đúng rồi, để đồ vô thì phải. Chị đâu quanh cái vật đi. Ghi giày sao con thấy con phân biêu. Mã 18 eo 86. Bỏ yên lên cho mấy chị mã 51 eo 104 nè. Mã 51 eo 104. Mã 51 eo 104 phải coi giảm nè mấy chị. Mã 51 eo 104. Chị nào chốt mã 51 eo 104 chốt giùm em mã 51 eo 104 nè. 51 eo 104 xe 70. Quần hôm nay không mua được thì tôi đừng mua gì hết trơn. Quần mà like cỡ này là lỗ kinh khủng mấy chị. Lỗ kinh khủng khiếp. Mã 104 của Hồng Dung Trần. Rồi Hạnh Dung Trần 70.000. Hạnh Dung Trần 70.000. Yên lên cho mấy chị một mã xanh đen. Mã 56 eo 116. Mã 56 eo 116. Xanh đen đều vàng. Mã này chị nào lấy được là hơi bị trúng mắt. Xe 70. Xe 70 nha. Mã 51 eo 116. Mã 51 eo 116. Mã 51 eo 116. Xanh đen 70.000 của Bích Thủy. Rồi lên cho mấy chị. Eo 112. Eo 112 xanh bạc phải coi vậy. Eo 112 phơm đẹp không? Rồi mã eo 112.
Chú em L112 hả? L112. Mấy chị lưu ý con nào mà em đọc tên mấy chị á, là có gợi ý lên cho mấy chị mã 25L100. Nè duyên đẹp không? Không có luôn. Biết ngắt không mấy chị? Con này L100 mà sao sốt lại con này hay dữ ta. Má ơi, con này không bán nha mấy chị. Con này bán giấy chính quy ha. Con này bán giấy chính quy cho mấy chị. Con này bán giấy chính quy giá 200. Nguyễn Minh Anh quần L112. Nguyễn Minh Anh 70.000. Nguyễn Minh Anh 70.000. Rồi lên cho mấy chị mã 26L100. L100 tương đương 80 dưới 82kg. Mà mấy chị có cái rim nó làm xanh bạc rất là đẹp. Rồi chốt giùm em mã nhiêu. Mã 26L100 70.000. Mã 26L100 70.000. Mã 26L100 70.000. Thôi vậy quần này em sale đáng là quần này em không có sale chị anh ơi. Quần này em không có sale em bán chị anh 100.000 quần này nha. Mã 26L100 Thủy Tiên. Mã 26L100 70.000. Mã 26L100 70.000 của Thủy Tiên. Có đồng với Thủy. Có đồng rồi đó. Và quần này của chị anh Nguyễn. Bán chị anh Nguyễn 70.000. Hà Nội. Bán chị 70.000 Hà Nội. Rồi em lên tiếp cho mấy chị mãi gì đây. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Mãi gì đây. Mấy chị biết cái mãi này là em mê lắm. Em nói thiệt. Mãi này em rất là mê. Mã 00E102 là quần rất bài, rất là đẹp. Quần rất bài đẹp cực kỳ. Ở trong rất hoa nữa chị ha. Ở trong nó phối hoa. Quần này mấy chị về mặc lai lòng. Em nói thiệt, cái con quần này mấy chị mặc lên bao xịn sò luôn quần này nè. Ở bệnh viện. Sao cuối năm ở bệnh viện Thủy? Mã 00E102. Sao cuối năm ở bệnh viện vậy? Dạ, chị Hành phải ngồi đây á. Chị Hành phải ngồi đây chọn quần với em chứ em không chọn giùm nha. Tại vì em chọn giùm em bị hoài rồi. Bỏ cái này lấy cái kia, bỏ cái kia lấy cái nọ đó. Thủy Tiên nè, 70.000 của Thủy Tiên. 70.000 của Thủy Tiên, quần đó tí xíu còn. Rồi yên lên cho mấy chị mã 34L96. Thằng con trai bị xỉn nè. Mã 31L96. Mã 31L96 riêng đẹp lắm. Mã 31L96 70.000. Nhanh mấy chị ạ. Nhanh. Mã 31L96. Mã 31. Ồ, hello Hoa Cần Thơ. Nhận bill chưa Hoa Cần Thơ? Rồi 70.000 của Hoa Cần Thơ. 70.000 của Hoa Cần Thơ. Lên. 70.000 của Hoa Cần Thơ. 70.000 của Hoa Cần Thơ. Lên cho mấy chị mã 19L98 nè. Nè coi nè, thấy quần lai lọc đẹp không? Mã 19L98 70.000. Mà đợt này mà sale 70 không hốt, qua Tết mua đâu có giá này. Rồi, chốt giùm em mã 19L98. Quỷ Thủy Tiên nó chốt tá lẻ sai luôn á. Quỷ Thủy Tiên nó chốt tè lê sai luôn á Thủy Tiên. Yeah. Rồi mã 19 của Thủy Tiên 70.000. Thủy Tiên mã 19 70.000. Lên cho mấy chị một con quần. Quần này size bự. Quần này mã 12L120. Cái quần này mà để kiếm cái size mà size bự như thế này hàng hiếm. Bởi vì nó may theo form bông điện. Rồi sale 70 luôn. Mã 12L120. Mã 12L120. Nói nãy giờ dặn Thủy Tiên mà không có dấu là tụi nó đi kiếm biên nó không có ra đâu. Với lại coi đổi cái cây bút lông đi ghi đó một hồi là 10-15 phút xong nó phan hầu lên bút lông nó quê. Rồi tụi nó đọc không có ra view để phan đâu mà ghi tí trên nó nữa. Rồi lại một cái là dính liền luôn. Đó thấy chưa? Bỏ lại cái bì ra đó. Bỏ lại cái bì ra đi. Bỏ vô cái bì ra đây. Không lựa giùm nha chị. Mấy chị ngồi đây lựa chứ không có lựa giùm. Hàng xe bây giờ mà 70.000 em không có lựa giùm ai hết trơn á. Như tối hôm qua mà nói chuyện tới cỡ đó. Nói chuyện tới cỡ đó ha. Yên không có sợ bị bơm không bơm tim. Chị không có sợ nha. Nhưng mà tại vì sợ em về mặt cái rộng. Cái rộng rồi về mất công mày đi sửa. Tao không có sợ bơm hay không bơm. Tại vì bán online ấy, mình đã không tốn tiền mặt bằng.
thì Yên không có sợ với cái khoản đó. Nói thì buồn thì nhiều lúc bị ức chế thì nói thôi, chứ thật sự là Yên không có sợ với cái khoản đó em mấy chị ha. Ok cho thầy. Ủa vậy đó hả? Rồi lên tiếp nha. M120 mã 12 M120 của ai? Mã 12 M120 của chị Ngô Trương. Là Ngô Trương 70.000. Chị Ngô Trương 70.000. Thường hôm nay là Yên lỗ, lỗ một con ít nhất phải gần 100.000 nha mấy chị nha. Nha. Lên cho mấy chị mã 59L100. Đẹp không? Mã 59L100 con này đỉnh nè. Đó, lai lọc nè. Mã 59L100 sale luôn 70 ha. Đó. Mã 59L100. Nói chung là mã nào còn á là nó sẽ còn. Mã nào mà qua có khách chốt rồi là em sẽ không trả lời nữa nha Thảo Trần. Mã 59L100. Rồi của Thủy Tiên luôn, mã 59L100. Rồi con này bà Thủy Tiên bà trúng một khúc nè. Con này bà Thủy Tiên bà trúng một khúc nè. Mã 59L100 của Thủy Tiên. Mã 59L100. Con nói gì còn kiếm thêm mấy cái bút lông. Mã 59, mấy chị đọc mã giùm em. Này của ai mới nói qua nè. Mã 59 của bé Thủy Tiên. Bảy mươi ngàn của Thủy Tiên. 70.465. 465 của Thủy Tiên thì nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ có mấy con heo trăm đẹp lắm nè. Con này à. Rồi lên cho mấy chị mã 15L92 mấy chị coi. Mã 15L92 xe 70. Đẹp chưa? Bãi hơi bị đẹp luôn. Mã 15L92. Mã 15L92 xe 70. 15L92. Có chị Lan. Nè chị Lan lấy con này nè, chị Lan ơi, sale có 70 mà vải jean đẹp lắm, mã long chuột. Chị Lan có jean nè, đi đẹp lắm. Rồi, chốt giúp em long chuột mã 45L94. Mã 45L94. Mã 45L94. Ha. Chị nào chốt L94 chốt lên nhất giùm em. Cái jean này nó đẹp lắm. Em về em có bớt cũng đáng đồng tiền nữa. Thiệt. Cái về cái jean này có bớt cũng đáng đồng tiền. Lên nha mấy chị mã 62L96. Mã 62L96 giống như quần của con ấy mới lấy nè. Mã 62L96. Mã 62L96. Mã 45 coi 70.000 của chị ạ. Mã 45 của chị Thanh Ngọc. Giờ là không có hối được đâu nghe. Giờ là thông báo là không có hối được. Của ai? Mã 45 của chế Thanh Ngọc. Mấy đứa nhỏ nó còn ngủ á. Tại bé Tuy nó quen like mấy chị. Mấy đứa nhỏ thì nó còn ngủ, Huy thì nó quen like cho nên cái này nó không có nhanh được. 771 Vĩnh Long. Ủa thế là đi view hết cho nên nguyên ngày là em live xuyên nè. Có thể like từ đây tới khuya luôn mà không có nghỉ một chút nào á. Cho nên mấy chị lưu ý ha. Rồi, mã 45 khách lấy rồi nha. Còn quần nãy em cầm là mã gì đây? Mã 62 của ai? Mã 62 của Hoa Thủy Tuyên. Thủy Tuyên mã 62 này chị nghĩ em không vừa. Em đừng nên lấy, em nhường lại cho Hoa Cần Thơ đi. Tí xíu rồi lấy con khác. Hoa Cần Thơ 70.000. Thì con này em không có dừa. Không dừa vô mặt nó chặt cứng kỳ lắm. À nhà có hai đứa rồi Ngân. Ngân đi, nhà có hai đứa. Vậy chốt cho Thủy Tiên rồi em của em quốc luôn. Em lên cho mấy chị mã 08 quần lưng thun M104. Mã 08 quần lưng thun M104. Cho Thủy Tiên. Đây mấy chị. Đẹp á, xe 70, mã 08L104. Trời má ơi, cái này mà bán là 85kg ha. Mặc vô một phát, tao nói chết ngắt, chết ngư liền. Chết không có lối thoát luôn. Em lên cho mấy chị mã 03L84 nè. Mã 03L84 có một con, 70.000. Mã 03L84 có một con, 70.000. Rất tua nữa chứ. Rất tua nữa ha. Mã 08 của chị Anh Nguyễn. Mã 08 của chị Anh Nguyễn, 70.000. Con này đẹp. Mã 08 của chị Anh Huỳnh 70.000. Em lên nha mấy chị mã 04L100 mười mấy. Xeo cho 50 tại nó có đường số của anh Nguyễn. Của chị Anh Huỳnh. Em lên nha mấy chị một con mã 04L116. Con này nó có một cái đường số, con này là tôm mì. Cái yêu xeo cho 50. Nó có một cái đường xước vải nhưng mà không có thấy mấy chị ha. Rồi 50.000. Chốt giùm em nguồn tôm mì xanh bạc mã 04L116. Đẹp không mấy chị? Mã 04L116 riêng xanh bạc. Con này xeo 50. Nó có một đường xước nha. Có một đường xước. Rồi Yên lên cho mấy chị một cái con L86. Đẹp không?
hết quần, toàn là quần đỉnh không. Là con này eo 86 mấy chị ạ. Con này eo 86. Vậy đâu chốt eo 86, chốt lên giúp chị em eo 86. Nè con này mới đẹp nè. Con này mà sale 70 là về mấy chị coi là con này riêng nó còn đẹp hơn những con riêng xanh. Mã 08 eo 100 quần hồng. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Mà phải coi dẻm đẹp lắm mấy chị, về sang like lên men cái gì thể thao hơi bị đẹp luôn. Chốt giùm em. Mã 08 eo 100, cái này em còn nữa cần 10 cái. Tí xíu em đòi em bán xong. Mã 08 eo 100 sale cho mấy chị 70.000 tròn tiền. Thấy tròn tiền không? Rồi tròn tiền 70.000. Tròn tiền 70.000. Quần đá yên còn chồng tí yên lôi lên cho ha. Rồi chị Thu ơi, chị Thu chốt mã nha. Chị Thu chốt lấy cho em là cái comment nó đi chậm là nhiều lúc em không có biết quần nào để em lấy đâu, phải chị phải đọc cái mã. Mã 11 eo 80 70.000. Mã 11 eo 80 70.000. Chị đâu chốt mã thôi đẹp không. Mã 11 eo 80. Mã 11 eo 80 70.000. Rồi lên cho mấy chị mã 06 eo 115 70.000. Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Mã 06 eo 115. Mã 06 eo 115. Dạ chị Đoàn Kim Nguyệt. Eo 80 mã 11. Dạ 70.000 Đoàn Kim Nguyệt. Dạ Đoàn Kim Nguyệt. Đoàn Kim Nguyệt 70.000. Mã 06 eo 115. Mã này mấy chị chốt chắc. Mã này cái rinh với lại cái form nó đẹp dữ dằn. Cái mã 06 eo 115. Cái mã này em nói mấy chị là lên nó phê lòi. Eo 84 nè. Eo 84 quần ông địa nè mấy chị. Eo 84 quần ông địa thôi, giờ sale 70 cho biết sao giờ. Giờ sale 70 cho biết sao giờ. Hồi nãy giờ em lên mã 08 khách lấy sao, khách lấy rồi. Tí xíu em lôi cục nó lôi cho mấy chị rồi em chút. Mã 06 eo 115. Tại vì mấy đứa nhỏ nó ngủ lúc 5 giờ mấy 6 giờ chị. Nó làm nguyên đêm á, nó like nguyên ngày, nó làm nguyên đêm nó cũng kiệt sức mấy chị. Ha. Chị đánh lợi đừng cho địa chỉ số điện thoại em chưa xin chị đừng cho. Chị cho rồi mấy đứa nó lừa đảo nó gọi cho chị rồi chị mất tiền từ chị. Chừng nào em xin được trong tin nhắn chị hãy cho nha. Đó. Rồi yên lên cho mấy chị mã này nè. Mã 29 em 102 rồi. Cái này là của bà Tiên nè. Cái này của bà Tiên nè. Rồi. Chốt giùm em mã 29 eo 102 của bà Tiên á. Mã 29 eo 102. Rồi lên cho mấy chị mã 02 eo 105 nè. Mã 02 eo 105 là giống như của chị Anh Nguyễn hồi nãy lấy á. Vậy em chốt cái này cho chị Nguyễn Phương nha. Nguyễn Phương 70.000 làm ơn bill cho 100 đi hàng nha. Nào vậy em chốt cái này cho Nguyễn Phương nha. Rồi con này là mã 02 eo 105. Mã 02 eo 105 em chốt cho chị Nguyễn Phương nha. Con thấy Nguyễn Phương đó không? Phía trên Anh Nguyễn 3-4 cái comment thôi. Thấy không? Thấy Nguyễn Phương không? Chưa thấy không? Dạ thấy rồi. Không, em... Trên anh Nguyễn đó. Dạ thấy rồi. Rồi Nguyễn Phương. Em coi được Nguyễn Phương còn ở đây không dạ? Alo. Alo. Có thể trong ngày hôm nay lai túi luôn. Nhưng mà có thể là sẽ đầu năm để dành lọc đó cho mấy chị đầu năm. Ha. Dạ chị gì đây quên rồi. Nguyễn Phương chưa có địa chỉ. Rồi Nguyễn Phương ơi. Từ từ để coi thử sao không thấy nói năng nghĩa chưa. À dạ dạ em mới nhắn tin về chào chị trong tin nhắn á. Chị Phương vào cho em xin địa chỉ số điện thoại rồi ra chúc quần tiếp nha chị nha. Đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên like nha chị Phương. Nếu ý em sẽ gửi hai bên giao hàng, nếu mà còn gửi được giao hàng nhanh thì em gửi, còn nếu không gửi giao hàng nhanh được thì gửi bưu điện ha. À, gửi bưu điện thì em không biết là nó có cho kiểm tra hàng hay không, cho nên xuống dưới mà nó cho kiểm tra hàng hay không thì mấy chị du di giùm em nha mấy chị. Thiệt thời điểm này thì bán cho khách lạ thì em cũng hơi bị sợ, nhưng mà kệ mấy chị ơi, em mà buôn bán từ nào giờ 6 năm mà cũng không có nổi gian lận đâu. Mặt cũng được giới đứa nhìn đó. Eo 112 nè. Eo 112 quần này. Ôi má ơi. Ủa đâu rồi? Ủa rồi, ủa cái quần eo 102 mã 29 eo 102 có ai lấy hả? Rồi lên cho mấy chị quần mã 19 nè. Mã 19 eo 92 con xanh bạc là đẹp không? Mã 19 eo 92. Mã 19 eo 92 con xanh bạc. Lên cho mấy chị một con xanh đen mã 58 eo 108. Mã 58 eo 108 là con lai lọc như hồi nãy giờ mấy chị chốt. Mã 58 eo 108 rồi xe 70. Mã 19 của chị Thương Ngọc 70.000. 70.000. 70.000 của chị Thương Ngọc. Nè, mã 58 eo 108. Mã 58 của Mỹ Duyên nè. Con này đẹp lắm nha Mỹ Duyên. Con này ta nói đẹp hột xì đầu ô vê đắc luôn nha Mỹ Duyên. Con
mày là cô nhu điệp ma 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 đức độ đức lương có duyên à. Để cho chị sắp đi cũng lâu rồi không thầy kệ cái chiếc xe của con đang đi đâu để đợi nãy giờ là của Mỹ Duyên à. Của Mỹ Duyên lên cho mấy chị con này giật lộn nè, mẹ 72 em trăm, con này giật lộn chắc luôn. Mấy chị coi riêng nè, mẹ 72 em trăm, trời ơi con quần mẹ chết ngắt không, mẹ 72 em trăm. Ôi, mua đồ hồi mà dặn chốt, tại sao không chốt chắc nghĩ chơi luôn. Sao mấy chị đi giận hơn nhỉ? Nhiều cái chuyện vậy em mắc cười ghê chị Thu. Thứ nhất là bây giờ hàng đã sale rồi, sale quá sale, thì bây giờ mọi người phải công bằng với nhau. Ở đây là phải công bằng với nhau, là có nghĩa là chị bây giờ đâu phải là quần em 100 của chị là có nhiều. Nó có một cỡ 2-3 cái thôi, thì ở đây mình chốt chung với mọi người cho công bằng. Ví dụ như em không nói là chị mua nhiều hay mua ít, mấy chị mua một cái mà mấy chị không bơm em cũng cảm ơn. Mà thôi vậy á, giờ em không còn hơi nhiều. Em không còn hơi nhiều nha mấy chị. Mã 72 của Thủy Tiên, bây giờ chị phải ngồi đây chị chốt với mọi người cho công bằng. Chứ buồn bây giờ còn 220 mà còn 70 mà chốt với chị, mấy chị kia không chốt thì có phải là mấy chị kia thiệt không? Tội nghiệp mấy chị kia. Thủy Tiên nè, Thủy Tiên 70.000 nè, quần tôm mì á đó. Chứ bây giờ phải công bằng thôi chị. Chứ bây giờ mà quần thì eo 100, 102, chị nó có 2-3 con. Mà nhiều lúc chốt mấy chị cũng không có ý, rất nhiều, rất ít. Rồi khi chốt mấy chị hỏi rất nhiều, rất ít, coi vậy không chốt được. Cho nên giờ mấy chị giận là em cũng mua. Nếu mấy chị giận không mua quần áo nữa là sang năm em đi bắn dâm. Vậy không? Nguyễn Minh Anh. Chứ giờ mà thiệt luôn, em nói thiệt mà, thiệt mấy chị ở đây có thấy vậy đúng không? Em nói đúng mà. Nguyễn Minh Anh xong mà nhắn tin cho chị liền nha, à, cho em liền nha Nguyễn Minh Anh. Nguyễn Minh Anh 50.000. Dạ, chứ giờ sao chị? Chứ giờ mà đâu phải có một người muốn em chốt, tất cả những người ở đây đều muốn em đi kiếm quần cho họ hết trơn á. Thiệt luôn. Rồi lên tiếp mã này nè, mã này cũng đẹp, mã 56 eo trăm. Trời ơi má ơi, nhanh tay mấy chị ơi, ôi vải nè. Mã 56 eo trăm. Hốt. Mã 56 eo trăm. Lên tiếp nè, eo 106 nè chị Anh Nguyễn ơi. Chị Anh Nguyễn ơi, eo 106, mã 56 của bé Thủy Tiên 70.000 nè. Chị coi coi mẫu này nè, coi mẫu eo 106 nè chị. Chị coi cái vải của eo 106 nè. Nó rin mà nó rin rũ á chị. Nó rin mà nó rin dày mà nó rin rũ, nhìn đã đó. Eo 106, con này đẹp lắm nha. Con này là rất là đẹp nè, eo 106. Eo 106 mấy chị ơi. Eo 106. Chị đang chốt eo 106, chốt giùm em eo 106 nè. Con này lấy cái gì chị ơi. Con này mà không lấy gì giờ. Eo 106 của chị Nguyễn Hành. Chị Nguyễn Hành 70.000. Lên cho mấy chị mã 50 eo 102. 62kg mặt eo khoảng cỡ. Chị Mai 62kg mặt khoảng cỡ eo giờ. Dưới 88, dưới eo 88 nha chị ha. Rồi lên cho mấy chị mã 05 eo 102. Cố lên chị Thu. Mã 05 eo 102. Mã này chị Thu được nè. Mã này chị Thu được nè. Đó. Mã 50 với lột. Mã 50 eo 102. Đó, mã 50 eo 102 nha. 85kg vừa chị, eo 106 là 85kg chính xác luôn chị. Con xanh bạc này đẹp lắm. Con xanh bạc mã 50 này eo 102. Chị nào dưới 85kg hốt quần này. Chị nào dưới 85 hốt con quần này mặc vô cái gì cũng mùi lòng hết. Mã 41 eo 102 xe cho 50. Ê, con này hàng không? Con này hàng hàng gửi với hàng tiền chủng nè nha mấy chị. Con này hàng tiền chủng nè, mã 41 eo 102, tên bạc ở sau đây đó. Con này là hàng tiền chủng nè, 50.000 mã này nha. 50.000 mã 41, 50.000 của Thủy Tiên. Mã 16 eo 102, mã 16 eo 102 con chân váy. Con này yên sale trong nha, con này hàng hiếm. Con này hàng hiếm nha. À, con này hàng hiếm cho nên con này yên sale 100.000 thôi. Con này hàng hiếm mấy chị. Hàng hiếm. Yên có con đầm này coi bán 60.000 cho mấy chị về mặt ngủ. 60.000, 60 đến 100 tí. Eo 95kg nhiều lắm. Kenny anh ngồi lại like đây. Rồi bán cho mấy chị con đầm ngủ là 60.000. Còn con là đầm ngủ bi. 60 đầm ngủ bi. Rồi, 60.000. 60.000 đầm ngủ. Con này mà không chốt phí nữa đời người, phí của giời vậy mấy chị ha. Rồi lên cho con quần nè,
giờ còn hai con bán cho 30 ngàn là vui. Chị nào mà còn cỡ dưới 70kg không? Chị nào eo 95 á? Chị nào eo còn cỡ dưới 95, eo 88 đến 95 hút quần nè. Xin lỗi mấy chị nha, riêng hơi bị đẹp nha, vải co giãn hơi bị ma nha, 30 ngàn. 30 ngàn quần này, còn hai con. Đó, bán 30 ngàn luôn cho người con cho vui nè. Để cuối năm cho nó vui trẻ đi mấy chị. Rồi 30 ngàn, con này chị nào dưới 70kg không? 60 đến 70kg. Con này 60 đến 70kg thôi, em chưa tới 95 nha. 60 đến 70kg thôi, Thủy Tiên một quần này. Vậy Thanh Ngọc có lấy không? Thủy Tiên một quần này, giờ Thanh Ngọc có lấy không? Con này á, con này còn cỡ dưới 70kg thôi. Thanh Ngọc có lấy không? Báo giùm em. Thanh Ngọc không lấy thì Yên đưa qua cho chị hả? À, chị Hương Ngọc. Dưới 70kg thôi Thanh Ngọc hả? Đó. Nếu chị Thanh Ngọc không lấy thì Yên đưa qua cho chị Hương Ngọc. Dạ, lấy của Thanh Ngọc. Rồi lấy của Thanh Ngọc 30 ngàn cho bác loài không? Hàng hiếm mấy chị ạ. Mã 35 eo 94. Hàng hiếm. Mã 35 eo 94 vải co giãn đỉnh lắm. Bán mấy chị 50 ngàn. Con này chị Thanh Ngọc nên lấy nè. Con này chị Thanh Ngọc nên lấy nè. Chị Thanh Ngọc nên lấy con này. Và bán cho quần 40 ngàn nè. Bà nội cha 220 bán 40 ngàn, 60 đến 70kg. Quần nè mấy chị coi co giãn nè. Chốt giùm em quần tâm mì 60 đến 70kg quần tâm mì. Cho bán cho mấy chị với giá 40 ngàn luôn. Bán cho mấy chị với giá 40 ngàn luôn. Rồi chốt giùm em mã 35 eo 94 siêu 50. Mã 35 eo 94 con muốn ăn 40 ngàn của chị Ngư Trương. 40 ngàn của chế Ngư Trương. Chế Ngư Trương 40 ngàn. Chế Ngư Trương 40 ngàn. Chế Thanh Ngọc 50 ngàn. Vừa bán vừa tặng cho chế Thanh Ngọc với giá 40 ngàn nha. Vừa bán vừa tặng chế Thanh Ngọc với giá 40 ngàn. Dễ thương chưa? Lỗ thì lỗ rồi đó. 60 đến 70 kg là Kim Cương ơi. 60 đến 70 kg rồi Yên bán con này cho Thanh Ngọc với giá 40 ngàn. Thanh Ngọc. Thanh Ngọc 40 ngàn. Thanh Ngọc 771 Vĩnh Long. 40 ngàn. Cái đó của ai à con? Em cũng vui chưa? Quần 40 ngàn. Ủa, quần lấy mấy con, quần còn 2-3 con đó. Quỳnh lấy mấy con đó. Rồi. Ủa Quỳnh Nguyễn thành phố. Ôi ngày hôm nay qua canh lai nha. Canh lai để dành bán đồ Tết với lại qua Tết bán. Nói chung là cuối năm muốn rút vốn vậy. Ai vậy hả? Dạ ơi chị ạ. Để em comment số Zalo. Số Zalo. Chị không nhắn tin được cho em hả chị Phương? Mày quay được. Ủa này em chọn ngón tay lên á. Ủa em vẫn nhắn tin chị Phương được mà sao chị Phương động không được ta? Quỳnh Nguyễn. Em vẫn chào chị được á. Chị có chị lên chị add số Zalo em ấy. Chị add số Zalo rồi em đưa số Zalo em ghim lên cho chị add số Zalo em nha. Ha. Để em ghim trên cái like cho chị add số Zalo em. Mấy chị đợi em chút xíu. Chị có chị lên chị add số Zalo em ấy. Không chị Phương rồi. Rồi số Zalo á chị. Rồi đó. Ủa, anh đúng rồi ta. 090157 thiếu mẹ không? Thiếu rồi. 090157.0751. Đó. Số Zalo của em. 09 nè, nghe em đọc là 09 đúng không? Rồi. 0157 đi lên. 0157 rồi 0751 đi xuống. Đó, ghim lại nha. Ghim lại cho mấy chị nè. Ghim mình luôn. Rồi ghim lại cho chị đã vô coi số Zalo app qua. Ha. Một size à. Eo mà còn cỡ 101 tới 102 là eo của chị. Rồi lên cho mấy chị mã 63 eo 101 nè. Rồi bán nha 40 ngàn. Đẹp không? Còn đẹp không? Mã 63 eo 101 bán cho 40 ngàn. Mã 55 eo 101 bán cho 40 ngàn. Cho nó hết nha, chứ vải đẹp dữ dằn lắm nha mấy chị. Vải đẹp dữ dằn lắm. Mã 55 eo 101, mã 63 eo 101. Ok chưa? Mã 55 eo 101, mã 63 eo 101. Mã 63 40 ngàn của Mỹ Duyên. Rồi còn một con mã 55. Còn một con mã 55. Ngồi lại đây mua đồ nha mấy chị, chứ không có giá này đâu ha.
không có quần 30k chị Hương Ngọc. Ngồi đây, hồi em lên cái cục quần rút cho mấy chị lựa. Bán 02L101 nè, bán luôn 40k. Bán 02L101 đẹp không? Bán 02L101 nè, bán luôn 40k. Bán 55L101 của chị Thu Nguyễn. Hàng này là rộng chặt là không có đổi được đâu nha mấy chị nha, lưu ý giúp em. Rồi của chị Thu Nguyễn 40.000 này, mã 55L101. Mã 55L101 40.000 của chị Thu Nguyễn. Rồi, mã 02 của bé Mỹ Duyên. Mã 02 của bé Mỹ Duyên. Mã 02 của Mỹ Duyên. Mã 02 của Mỹ Duyên. Sao nhắn tin em sửa gì? Giờ sửa gì, tên gì? Biết rồi nhưng mà sửa cái gì? Cái của bả là xã gì? Chỉnh sửa cái biểu xã Phú Mỹ. Mấy chị đợi em một chút nha mấy chị. Xã Phú Mỹ.
Nói chung là ở đây á, khách ra khách được quyền ý kiến với mình, ở mình không được quyền ý kiến với khách nha. Đã khỏi sửa luôn, cho hàng bơm về luôn. Mệt quá, muốn gì nữa. Ngọc trai, má 77 eo trăm nè. Má 77 eo trăm xe 70 ngàn. Lấy lọc nha, xanh bạc nha. Rồi, má 77 eo trăm. Má 77 eo trăm, nhanh mấy chị. Mã 01L106, mã 77 của chị Thanh Ngọc nè. 70 ngàn của chị Thanh Ngọc. Mã 01L106. Mã 01L106 nè chị Anh ơi. Mã 01L106 nè chị Anh. Mã 01L106, 70 ngàn. Em xuống cái mã đây nè. Em xuống cái, chút nữa em xe cho mã yếm 50. Mã yếm này mắc lắm mấy chị. Mã chân quái yếm này mắc lắm. Yêu xe cho 70 rồi khỏi 50. Nhưng mà con này mấy chị mặc lên hơi bị đẹp. Ta lỗ cũng đẹp, áo đầm, áo dây cũng đẹp, mặc chiếc cầm, áo khóa tay cũng đẹp. Mấy chị coi nè, 60 đến 77 chứ, nhưng mà đẹp lắm mấy chị. Nhưng mà đẹp lắm, yếm. Yếm xeo 70 nè mấy chị, thực sự là em 100 vẫn vừa. Thực sự em 100 vẫn vừa, nhưng mà yếm trừ hao xuống cho mấy chị. Cái con chân váy này á, là 250 ngàn nha. 250 đó. Mã 01 của chị Thu Nguyễn nè. Yếm 70 ngàn, trời ơi, yếm này đẹp lắm Thủy. Yếm này đẹp lắm nha mấy chị. Thiệt sự là chưa chụp hình lên để bán cho mấy chị luôn. Tại yếm này lấy vô rất là mắc. Tại yếm bình thường bán có 250 ngàn nè. 250 ngàn nè. Yếm của Bích Thủy. Em nói thiệt, tại vì thứ nhất là quên, thứ hai khi nó cũng chụp hình nhiều, nó cũng like nữa. Cho nên là chưa chụp hình nha mấy chị. Chứ thật sự á hả. Thể thao thanh niên nè.
đó con Yếm quần gắn 70.000 luôn. Trời ơi, con này hình như là mắc hơn con Yếm trên váy luôn á. Rồi Yếm quần cũng vậy nha. Con xe 70 còn một con Yếm quần thôi. Yếm quần còn một con. À, chốt Yếm quần, chốt lên giúp giùm em Yếm quần. Nó eo khoảng cỡ dưới 100 á. Nó eo khoảng cỡ dưới 100 á. Nói chung là tới 9-800 mà nói chung tao mặc vừa đó. Rồi yên lên nha mấy chị, một con quần chưng. Con này là con chưng váy. Tao bán con chưng váy này 40.000 em 106. Chưng váy này coi vậy nha. Chưng váy 40.000 em 106. Bán luôn 40.000. Rồi chưng váy này eo nhiêu? Chưng váy này eo nhiêu chưa biết. Bán con kia đi. Con này chưa biết, từ từ bán. Rồi có hai con chưng váy xanh bạc này. Rồi chưng váy xanh bạc eo nhiêu chưa biết luôn, gọi bán. Gọi bán. Nào biết bán. Nào giờ không biết khỏi bán. Chân váy của chị Anh Nguyễn 40.000. Mấy con chân váy đây là xe thì xe 100 nhưng mà thôi khỏi bán, từ từ bán. Rồi Yếm còn không mấy chị? Có chị nào lấy Yếm không? Có chị nào lấy Yếm không thì báo em nha. Rồi Yếm rơi lên trong quần nhìn lộn nè. Lên trong quần nhìn lộn. Mã 21L92. Alo chị Kim. Có chưa mấy quần tí xíu nữa chị sale mấy cái bao hàng xưởng rồi sao chờ. Rồi lên cho mấy chị mã này nha. Mã này mã 21L92 đẹp. Màu đẹp. Mã 21L92 mặc suông cũng được mà mặc xăng cũng được. Mặc cái gì trời sao. Vì hoa nhạc nhiêu ký. Đây ha. Rồi mã nhiêu. Mã 21L92 xe cho 70. Mã 21L92 xe cho 70. 21L92 xe 70. Mã 05L108. Mã 05L108 ở sau là túi theo. Mã 05L108. 05L108. Mã 07L108. Mã 05 với mã 07L108 hai con này một size nè. Ha. Chỉ có bé lớn mặc nó đẹp thôi. Bé lớn mặc nó mới đẹp. Cái này nó không có sai gì. Cái này chị Kim phải đo vòng eo. Cái vòng eo của chị Kim của con quần nó phải là eo là 100, 102, 103. Nhưng mà cũng tùy người. Người bụng bự, người bụng nhỏ. Cho nên chị phải đi đo eo em mới bán được nha. Chị phải đi đo eo em mới bán được. Chị không đo eo là em không bán được. Nghe mấy chị nha. Không đo eo là không bán được. Eo 108 của chị Hạnh, quần này đẹp lắm nha chị Hạnh. À, quần này cực kỳ đẹp luôn. Rồi xe 70.000. Trời ơi, tranh thủ vô chốt hàng đi chị quần một chiếc. Mấy con này mà giờ sale có 70.000 à, không đi chốt hàng chốt lúc nào. Cái con này em thông báo với chị là phải rất là đẹp. Dạ, tại nó tùy dòng eo với chị Kim. Thường thường là nó nằm ở khoảng 102, 103, 104 tùy kiểu gì đó. Nhưng mà nó phải, giống như là nó phải đo eo với chị Kim. Nhưng mà mua chọn lọc thì còn cỡ đó nó cũng được. Tại vì cái này nó cũng còn co dẹp. Lấy em 108 của chị quá ăn rặt chiếc chép rồi. Trời ơi, con này 200 mà sale giá đó là mê lắm nha. Quá rặt chiếc chép. Quá rặt chiếc chép, con này là hơi bị mê ha. Con này mê lắm luôn, quá rặt chiếc chép 70.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Lên tiếp cho mấy chị mã này. Mã này sao nó chưa ra eo không biết nữa. Rồi có thuốc dây này đo luôn. Mã này size bé thôi. Mã này chắc không cỡ 70kg nè. Rồi mã này eo 90. Mã này eo 90 nè. Eo 90 70.000. Bình thường mua size 34 là đúng rồi chị. Bình thường mua size 34 là phơm quần nó hơi rộng một tí. Chị mặc 35 là thoải mái nhất. 34 thì hơi ôm. Ôm thì hồi nó giãn cũng vừa. Thì chị eo còn cỡ dưới 100. Còn cỡ đó. Nếu chị mặc 34 eo dưới 100 là chị cũng còn gọn người. Chị cũng còn gọn người. Cái này size gì? Cái này size số 10. Dạ sao có một cái này size 12 eo 95 nè. Con này eo 95. Con này lưng tới rúng rồi. Eo 90 nè. Eo 95 nè. Dạ 200, 220 siêu ngày hôm nay. Con này size 14 nè. Nói chung là có 3 size 10, 12, 14 là tương đương eo 90, 95. Mà con này chắc eo 100 quá. Con này chắc eo 100. Rồi con này eo 100, 102. Đó eo 90, 95. Eo 90, 95 100. Đó, bà đi khỏi Việt Nam luôn rồi nè. Làm ơn bà đi khỏi Việt Nam đi.
quần gì Việt Nam nữa. Cái quần này đẹp lắm nha, thông báo với mấy chị là cái quần này rất là đẹp, thông báo nhẹ thôi, quần này đẹp cực kỳ lắm, đẹp không có lối thoát đâu. Muốn ai hàng xưởng không? Rồi đã bóc gì lại chơi. Chân váy quần Mickey, tôi không biết giờ chân váy quần này tôi sale bao nhiêu nữa, tại vì cái hàng này nó mắc quá. Quần hồng eo trăm. Ủa sao đuổi tôi vậy? Thôi đi dùm cái, vô đi không mua hàng thì cũng vô đi quậy đi dùm cái. Đi trả lại thế giới bình yên đi. Nghĩ tôi đi đón Việt Kiều về, tôi nghĩ tôi tắc cười quá trời luôn. Nè chị Anh Nguyễn nè, 70.000. Má đi đón từ sáng mấy chị, đi đón từ sáng đó 1:15. Tại vì đáp tới đây 10 giờ mấy á, rồi tới 1:15 vẫn chưa thấy con bạn ra mà tôi còn sáng mà. Cho nên nếu anh ở lại anh đón vợ anh nha, em đi về với em chị ông Thảo. Mình vừa lên taxi 15 phút con quỷ nó kéo ra đây nè. Đi đón Việt Kiều gì kỳ cục quá. Tụi con thấy em đuổi sắc, tụi con mắc cười rồi. Rồi chân váy quần nè, chứ váy quần này em nãy siêu 52 nè. Nè bé gì đó có lấy thì lấy nha, chị em kiếm sai nha. Xin lỗi với mấy chị một câu là con này mấy chị mang về thể thao với áo thun là bao đỉnh luôn, đó là chân váy quần. À, và con này em chưa biết sai thôi. Lỡ rồi siêu cục này cho 120, 220 siêu 120 quá đẹp chứ muốn gì nữa mấy chị. À, có size 60 đến 8 mấy ký. Ok không, 36 lớn nhất. Đó, 36 lớn nhất còn con nè. Ốt đi chứ còn rời nữa. Đang làm hộ chiếu qua Tết đi nè, không còn đủ ở chút rồi. Ở lại nuôi tôm đi chị. Thôi giờ đang nghỉ ở lại nuôi tôm đi. Ủa chị đi đâu rồi chị? Thôi đừng, đừng đi qua thế giới bên kia đừng. Chân váy eo 93, chân váy eo 93 để size 33. Đừng, chị đừng đi. Dạ em lấy chân váy chị Đòn Kim Nguyệt size 32 nha. Nếu còn 32 em lấy chị 32. 33 của thể thao Tony. 120 con. 120 của thể thao Tony. Chân váy của chị Đòn Kim Nguyệt. Giái trời, giái phần. Rồi hết giấy luôn. Hết 32 chị Nguyệt ơi. 34 thì giờ chốt 34 cho Phượng Lan thôi. Bình thường 34 thì giờ chốt. Hết size của chị Đòn Kim Nguyệt. Còn size 33 có lấy được thì lấy. Phượng Lan. Nhớ nha, bữa đây em gửi hai bên giao hàng nha. Giao hàng nhanh với giao hàng bưu điện. Mà nghe shop với em thì mấy chị nhận đồ giúp em nha. À, có co giãn chị Châu. Thầy có co giãn nha Châu. Co giãn bản. Nói chung là form này lên ổn. Nói chung con này lên form ổn mà tôi kiện. Nhớ ngày hôm nay là live xuyên suốt nha. Tắt cái live này xong là bắt đầu đắp cái live bên kia là để live hàng xưởng với áo dài với đầm váy. Chứ xíu nữa em sẽ lên lò em soạn xuống cho mấy chị mấy bao. Chục, hai chục bao này. Rồi chân váy. Ông chốt nữa qua bên nha. Qua bên chân váy gì đây? Vì đây mà cục cục hòn hòn đây. Ừ. Cái này để đem đi sửa. Để Yên có con quần này giờ xe mấy chị trúng khúc nè. Yên có con quần này giờ xe mấy chị trúng khúc nè. Quần nam size 32. Quần nam size 32 mấy chị ơi. Nam size 32 nha. Xeo quần nam size 32 này cho mấy chị 100.000. Rồi nam size 32 mà xeo mấy chị 100.000 rồi. Là mấy chị không hút cho chồng mấy chị hút gì nữa. Mấy chị hút gì nữa giờ mấy chị. Quần nam size 32 nha. Nam size 32. Chị đâu chốt quần nam size 32. Chốt lên giúp giùm em quần nam size 32. Con này không chốt chốt gì nữa. Tả trăm Kim Cương. Ừ. Tả trăm của Kim Cương. Rồi chương mấy size 34 của chị Tâm Thanh. Quần nam đợi chút nữa đi chị ơi, giờ Phi nó ngủ rồi chưa có ai lấy hàng được cho em á. Size 34 hết rồi. Bây giờ còn 33, 35, 36 à, còn 33, 35, 36. Đấy, còn nhiều đó đó. Chút nữa Phi lấy cho mấy chị cho. Chân mấy quần bên cây ra khỏi đó. Chân mấy quần hai chú. Ai muốn lên chân váy quần này size lớn, size từ 34, 35 trở lên. Mà con nó không biết xem sao. Rồi bán cho con quần trắng nè. Thì hôm nay bán quần trắng mà lòng đông như cắt nè.
Xe 70 ngàn. Xe 70 ngàn. Con này là hơi bị đẹp nha. Con này là eo. Ô má ơi, quần đâu eo 100 trời. Má ơi, để cho chị Cao Kim Phượng cái quần 70 ngàn. Để chị Cao Kim Phượng cái quần 70 ngàn. Rồi lên cho mấy chị mã quần tôi, quần lợn xéo nè. Mấy chị coi quần thấy quần xéo xéo không? Sắc sắc chưa? Rồi xe 70 nha, quần này 220 đó mấy má. Eo 96 nè. Có gì qua nè, chị Thanh Ngọc chốt quần này chưa? Eo 96 nè. Eo 96 quần trắng tôi xéo. Eo 96, xe 70. Xe 70 eo 96 mấy chị ơi. Eo 96 xe 70. Ý có cái mã quần ở đầu like nè. E 96 của Trần Tuyền. Trần Tuyền 70. Ý Yên có cái mã quần này của đầu lai nè mấy chị. Mã quần của đầu lai. Rồi chị nào chốt E 96. Chốt dùm em E 96. E 96 của Trần Tuyền nè. Con Trương Hoàng Thanh Ngọc có mấy đôi giày mà tính nó gì tới 400 mấy chưa à? Nghĩ sao đôi giày sandal sale còn có 190 hay 200 mấy mà tự nhiên cái bill gì mà tính nó 400 mấy chưa à? Hót gì mà làm như con cặc kìa. Làm đứa như quỷ sứ vậy. Eo 96 của chị. Người thì vô lo, người thì lo chấm bẩm. Này eo 92. Chị nào lấy quần eo 92 chị báo em nha. Để em kiếm 96 cho chị Thanh Ngọc. Hồi nãy là Trần Tuyền và Thanh Ngọc rồi con. Em Trần Tuyền. Để Trần Tuyền giờ tới Thanh Ngọc nè. Này nhẹ nhàng đứa rồi lo lo cấm đầu. Đứa vô lo do lo xí mẹ luôn. Eo 10. Eo 106 quần trắng. Con trắng này em 106 nha mấy chị. Con này em 92, con này em 106. Con này em 92, con này em 106. Cái này bị căng thẳng lắm. Con này em 102 nè. Con này chị Anh Nguyễn có lấy em 102 thì lấy nè. Em 106, em 92. Trời má ơi, lột đâu vô mẹ sọt nè. Lột đâu vô mẹ quần sọt lớn nè. Sale cho 50. Quần hồng có em 108 chị Ngô Trương. Em có con quần sọ eo 112 nè. Bán cho 50 ngàn vải co giãn nha. Vải co giãn có chị. Em kiếm size chị nha. Quần hồng eo 108. Có size nha chị. Chị anh đợi em chút nha. Đợi chút em đo lại cái quần chứ không đưa cái kề mặt không vừa cái mắt cong. Rồi eo 106 của chị Ngô Trương. Ngô Trương 70. Ngô Trương 70 trước. Rồi em đo lại nha chị. Chị Anh à. Lỡ không vừa cái mắt không. Sao anh Tư? Cục hàng gì? Rồi anh chở ra đi, em nhắn cho chị ấy nha. Anh chở ra đi, em nhắn cho chị Minh cho. Hỏi mắt không anh. Rồi
Chị Minh ơi, cái bill này 470 nè, anh Tư đang chở hàng qua. Chị sửa lại code giùm em cái bill này 250 nha, chút nữa sửa trên giấy giùm em luôn nha chị Minh. Rồi quần bộ quần của chị Anh Nguyễn đưa chưa vậy? Dạ chưa. Quần của chị Anh Nguyễn là L102, L103, 70.000. Sọt trắng của Mỹ Duyên, sọt trắng vải đẹp lắm nha Duyên. Sọt trắng vải đẹp dữ dằn lắm. Sọt trắng của Mỹ Duyên 50.000. 50.000 của Mỹ Duyên. Qua nó còn thịt để tôi thử coi không nha. Em có con quần riêng đất này, con này size nhỏ lắm nha. Con này khoảng cỡ 60, 62, 63 ký. Trắng đất này. Trắng đất còn cỡ đó. Em có con quần này, một con duy nhất thôi, chị thì cái màu. Nó không phải trắng mà nó cũng không phải kem. Nó cũng không phải trắng, cũng không phải kem. Con này L86 nè. Chị nào chốt con này L86, chốt thì đi L86. Ô, chị Tiên vẫn còn cái này nè. L86 nè. Chiều làm bát rồi nha. Rồi sọt trắng còn ai lấy không? Sọt trắng này của Thanh Ngọc mặc tuột nha. Sọt trắng của Minh Anh. Sọt trắng này là Thanh Ngọc mặc tuột luôn á. À, là Minh Anh đeo 101. Minh Anh ăn 50.000 của Minh Anh. Để sọt trắng đi nhiều. 50. Rồi sọt trắng của Nguyễn Minh Anh 50.000. Rồi lên nói chị quần, một con quần trắng rách nè. Làm gì có mấy cái bill nguyên một ngày à. Lộn tớ lộn lui, lộn xuôi lộn ngược. Nói ra sao kêu rằng, nói sao kêu sao chồng mày vậy. Sao mình khó chịu với chồng. Rõ ràng nguyên một ngày trăm công ngàn chuyện, ông nội bệnh ốm đau của mình. Đây là quần chính tắc nè. Cái gì cũng ba chồng bệnh của mình. Cái gì cũng mình, nhà cửa từ trên dưới chục người cũng mình. Con này L104 nè. Con này mà chị nào chốt được con này là về cầm chất phải không là mê lắm. Xe 70, L104 nè. Con này là chị nào về cầm chất phải con quần này lên không là cũng hiền. L104 tắt nguồn, mới lên lại. Rồi, L104. Hãy đi cầm quần này mấy chị. Mã 82, L90 nè. Giá nào mà L90 nên chốt con này nè. Mã 82 L90 đẹp không? Mã 82 L90 của chị Anh Nguyễn, 70.000 của chị Anh Nguyễn. Cái quần đó vải đẹp lắm chị ạ. Quần nào em không dám nói chứ quần đó là hơi bị đẹp. Quần nào em không dám nói chứ quần đó là hơi bị đẹp. Đẹp dễ sợ lắm. Rồi quần tua xéo vẫn còn nha. Quần tua xéo này giá L90 nữa. Quần tua xéo nè chị. L90 quần tua xéo. Chị nào chốt quần tua xéo L90 chốt giùm em. Quần tua xéo. Có chị Diễm đó mới bán con. Có sai chị mà L100 mấy. L100 mấy báo em đi. Quần cũng mới đau quần tua xéo à. Trắng L90 của chị Ngọc Châu. Để đo lại nha, tại không có ghi á. Để em đo lại chị Châu. Nè con này L90 của chị Ngọc Châu 70.000. Ngày hôm nay là ngày live cuối cho nên là live xuyên suốt từ đây tới khuya luôn. Cho nên mấy chị vào chốt hàng ở nhà sale có nhiều đồng, còn có mấy chục à. Có eo của chị. Có eo này, có eo của chị 100 mấy. Cái này mặc áo dài cũng đẹp nha. Này mặc áo dài cũng đẹp mấy chị. Này L94 nè. Mã 44 L94 quần ống suông nè. Trời ơi quần này là hàng hiếm nè. Mã 44 L94 nè chị đang học. Xe 70. Quần này quần ống suông. Quần này ống tu mà 44 L94. Con này L100 nè. Con này quần tua L100 nè mấy chị. Con này quần tua L100 nha. Quần tua L100. Chị nào chốt quần tua L100 chốt giùm em. Hai con này hàng hiếm này em để riêng đây nha. L80 trắng tua xéo để chị nha. Một cái tua của chị Thu Nguyễn là L100 nè. Một cái tua của chị Thu Nguyễn L100 nha.
coi thử đợi đợi chút nha ha. Eo 80 hả chị? Eo 80 lấy quần rách được không chị? Tôi hôm qua có một con size 8. Đây, đợi từ em đo cái tua này thử nha chị. Tua này eo 80 nè, của chị Đồng Chuyên Nguyện nè, 70.000. Đợi chút chị Diễm à. Tôi tự động tôi bỏ cho bé nữa chứ. Eo 82.
70 ngàn chị Nguyệt ơi, còn đó không? Có thể trả lời giùm em không? Em 94 nè. Có xe nhỏ nhiều. Diễm lấy phần này không Diễm? Diễm lấy phần này không? 220 xe 70 nè. Lấy phần này không? Kiếm em nha. Bao chắc rin luôn. Rin, rin còn đẹp thua quần này. Đó là chắc rin luôn á. Quần hồng 70. Quần hồng xe 70. Chị đang chốt quần hồng xe 70. Nói em đây em nè. Tại quần này em còn được khoảng mười mấy cái. Xe 70 quần hồng. Có em 100 nữa nè. Quần hồng có em 100 nữa nè. Nói chung quần hồng 80, 80, 82 khách lấy rồi chồng ngon. Bây giờ còn cái quần 3 nút mà em 82. Còn quần 3 nút 70 ngàn. Trắng không có. Giờ còn xanh rồi vậy thôi. Xanh, xanh đen rồi vậy. Trắng chắc có 1 cái đó. Lấy bill trên 100 mới đi được nha mấy cháu ơi. Cái bill giờ dưới 100 lấy đi. Phải bill không đi thì phải đi. Con ơi bây giờ còn một cái quần 3 nút với con quần rắc. Hồng eo 95 của Biên Thùy 22. Rồi Biên Thùy eo 86 mong 103 có chị Lan. Biên Thùy 70 eo 86. Ê eo thì bé á. Eo 86 mong 103. Đợi em kiếm quần nha. Quần 3 nút cũng đẹp lắm. Quần hồng 85kg có sai. Eo 86. Rồi chốt quần này cho chị Lan Trần. Rồi chị Lan Trần. Lan Trần 70 ngàn của Lan Trần. Quần hồng 85kg của chị Nguyên có chị 85kg. Eo 102. Size 14. Rồi đây nhà Nguyên. Quần đẹp lắm nha chị. Coi phơm nè. Rồi 70 ngàn của chị Hạnh Nguyên. Eo 90 màu gì chị Phương Võ ơi. Bill tối qua là đi hết rồi nha mấy chị. Màu gì bán không chị? Chị muốn màu gì? Hồi nãy em có màu riêng xanh đen em 90 mà bãi đẹp. Rồi con này của chị Hà Nguyên. Quần hồng 78kg. Chị Ngọc nha. Lấy bị bóng gương anh ơi còn có 2 cái. Ngọc Giang 70 ngàn quần hồng. Để chị Cao Kim Phường một cái quần chín tắc tua rất đẹp lắm.
có 70 ngàn. Là bằng làm hàng cho mày 42. Rồi nãy đổi cái bill gì địa chỉ gì báo nó đi. Mã 82. Mã 82 á, 70 ngàn hả chị Châu? Quần giờ quần dài 220 nhưng xe 80 ngàn quá chị. 70 ngàn chứ. Đuối thủy. Dạ lấy quần hồng cho chị Cao Kim Phượng. Eo 95 trắng với hồng chị Yên Chi Nguyễn, đợi em chút nha chị Yên Chi. Để em kiếm size cho. Chứ giờ không nôn được. Dạ chị Châu có lấy thêm quần gì mà Eo 90. Lấy mã 82. Mã 82. Là mã quần nút quá không chị Ngọc Châu? Rồi quần nút của chị Ngọc Châu nè. Mã 37 Eo 82. 70 ngàn của chị Ngọc Châu. Em có con quần riêng trắng rách nè. Hôm nay từ từ để em đo eo cho. Rồi lấy của chị Cao Kim Phượng quần hồng eo 100. Anh ơi điện thoại cho bán không? Quần hồng này có eo từ 90 trở lên, 88 trở lên. Em có một con rút đầm eo 92 nè mấy chị. Em có một con rút đầm eo 92 nè. Có, đợi em lên và lên. À, là cái quần xanh riêng nó hơi đẹp. Ôi, xã của chị Ngọc Châu đây. Nè, đổi con này nè. Hè chị em nó ủi sao. Nè, xã của chị Ngọc Châu 70 ngàn. Quần nó rinh đẹp lắm nha chị Châu. Quần nó rinh đẹp lắm luôn á. Mấy chị cứ comment lên đi rồi em kiểm tra từng người cho em lấy bill cho. Em lấy hàng nha. Chị Yên Chi Nguyễn đâu à? À không có quần, không có quần dưới 50kg chị Phạm Ngọc về Phạm ơi. Eo 95 trắng với hồng. Size 12 eo 95. Size 12 eo 95 của chị gì? Yên Chi Nguyên. Yên Chi Nguyên size 12. Bà còn 3 con size thứ 10. Rồi size 12 của Yên Chi Nguyên 70 ngàn. Rồi kiếm quần trắng thôi nha. Rồi em lên quần xanh nha. Giờ được tới đâu hay tới đó. Ăn cái rồi tính tiếp mấy chị ạ. Cái sáng dậy muốn đuối chết bài chết ông luôn. Đây eo 92 nè. Ơ em có con quần eo 92 đẹp không mấy chị? Chưa kiếm có của chị Cao Kim Phượng cái quần nữa. Rồi đợi xong. Em có con mã 35 eo 92. Ý em để riêng con này nha. Trời ơi đẹp không mấy chị? Vô đẹp không? Xe 70 nè. Mã 35 eo 92. Mã 35 eo 92 nha mấy chị. Mã 83 eo 92 có 2 con này. Mã 35 eo 92 Yên có 2 con. Yên có 2 con nha. Rồi 2 con. 2 con của chị Yên Chi Nguyễn nè. 70 cộng 70. Rồi có được Yên Chi Nguyễn các cụ ở khách mới. Rồi xin địa chỉ luôn rồi. Dạ ở đây em, cái quần này là chị Lan Minh Ngọc. Qua chị Lan Minh Ngọc vô hỏi quần em phải không ta? Bây giờ là chị có eo không? Chị có eo thì chị đưa lên em lấy. Chứ không có. Ba cái kêu shipper đi qua mai về Phú Quốc nha. Cha chị ba cái có đâu. Chị ơi, giờ mà giờ chút nữa đi thì chị phải chuyển khoản cho em đặt ráp thôi. À, chiều tối đi em đặt ráp cho chị thôi. Chứ giờ mà shipper nó không có đi tuyến này được không chị? Em đặt ráp à, em đặt ráp nó xuống nó thu chị luôn. Mã 35 eo 92 của chị Ngọc Châu. Mã quần này hơi bị đẹp cho chị Ngọc Châu. Nó như quần hàng hiệu à, nó đi trang quần hàng hiệu. Rồi mã của chị Ngọc Châu 70 ngàn là bi. Ủa à, của chị Ngọc Châu là 70 ngàn. Và của chị Phương Võ Thị My 70 ngàn. Nè Phương Võ Thị My 70 ngàn. Cái gái của chị Nguyễn Phương này hồi Zalo up lại nha. Rồi còn quần của ai nữa? Dạ chị, của chị Lăng Minh Ngọc. Nếu mà quần riêng mà trắng mà size 36 hình xưởng á chị, là nó phải nằm ở eo là từ 100 tới 104. Nhưng mà cái con đó giờ nó hơi bị nhiễm pha. Chị đợi em chút nha. Đó đó, em nói đúng không? Đó, con này quần ống suông nè mấy chị. Mã 44 eo 94 có một con thôi. Mã 44 eo 94 có đúng một con ống suông. Và đặc điểm của ống suông là khi mấy chị mang giày thể thao nó rất là đẹp. Anh đem hũ em xua cho ông nội uống luôn anh ơi.
gì đâu. Ôi, mã 21 em 92 này. Quần này chị Phương bỏ Mỹ Thi ở Thị My chốt cũng được nè. Tiên ơi, giao hàng cho mình sớm tới 5 giờ được không? Gọi cái giờ là không có điều hàng được luôn á chị. Giờ là không điều hàng được. Nếu mà nó gọi chị mà bị trễ, bị sớm thì chị có hẹn. Chị có hẹn là mấy giờ hẹn được hết á chị. Thành phố là hẹn được. Còn tỉnh mà bây giờ Tết mà hẹn là nó không giao lại đâu nha mấy chị. Giao chị con ông Xu nè. Cái này em sợ chị Chi Nguyễn không chịu con này em 92. Chị chốt giùm em cái mã nào đó đi. À, chị chốt giùm em cái mã nào đi để em kiếm cho chị á. À, Lăng Minh Ngọc, cô thử còn quần không nha. Bây giờ ra sau cô thử còn ba quần. Cô thử còn là quần nào nữ không đưa lên chị like tiếp đi bây. Mấy chị đừng có hối em nha. Con trắng lưỡng đút luôn luôn á. Hồi nãy ai nói còn con quần sọt để em vậy? Hồi nãy ai nói còn con quần sọt để em vậy? Hồi nãy ai chốt quần sọt đâu? Hồi nãy ai chốt quần sọt? À, trắng ống suông á hả chị? Trắng ống suông này eo 92 chị mặc hơi tức một chút nha. Eo 94 con này chị mặc hơi tức một chút xíu thôi nha. Ống suông này chị. Ống suông hả chị ha? Trắng ống suông phải không? Rồi trắng ống suông 70 ngàn của chị Yên Chi Nguyễn nè. Rồi quần trắng. Quần trắng của chị Nguyễn Phương. Dạ ok. Ok của chị Nguyễn Phương. Lẹ lẹ không? Lẹ. Thôi coi là ghi bút lông để quần trắng lên là nó hư cái con tôi sắp giống như con Quỳnh hồi bữa mà 800 ngàn luôn nha. Chuẩn bị em xe cho mấy chị mã quần trắng nam nè. Xe 100 ngàn luôn mã quần trắng nam.
Chị nào chốt trắng nam, chốt giùm em trắng nam nha. Rồi trắng nam túi xéo quần này lên phước mặt hàng ngày nè. Vải đẹp lắm mấy chị, vải đẹp lắm. Rồi chốt giùm em quần nam, thôi xeo 101 đi. Chốt giùm em quần nam kèm số ký cho em. Quần nam kèm số ký, quần nam kèm, à, quần nam kèm size nha. Quần nam kèm size. Quần nam kèm size giùm em nha mấy chị. Vậy là dạ không có quần trắng chị, không có quần trắng. Dễ Yên còn chân váy trắng không chị? Ủa giờ là mình giao đúng địa chỉ này không à? Bữa nay anh đòi hỏi gì em à? Quyền quyền Bù Đạt đúng không? Đó quyền Bù Gia Mập đúng không? Dạ quần xã xã Phú Nghĩa. Em còn một con size gì? 30. Cái quần này đẹp lắm á chị, 36. 36. Cái quần này đẹp lắm, lấy một cái bao khác bỏ như này. 36, 34. Chị ơi chắc không có 33 mà có 34 chị ạ. 34 chị ơi, 34 được không chị Phương Võ, chị My Nam mặt rộng tí không? 32 với 34 chị ơi không có 33. 32 với 34 không có 33 chị. Không cái này em đi ăn cái nửa tiếng lên like lại like tiếp like sưởng like đầm tết nha mấy chị. Dạ được không chị, 34 này đừng đi con. Đưa cái này là đừng đi. Lấy một cái bao nguyên quần nam vô mà. Để cái bao dày không biết cái hàng gì luôn á. Ra mua thêm bịch bóng tóc trắng á. Để có gì bỏ này cho dễ bán. Cái quần này đẹp lắm á. Rồi bữa nay là live bữa cuối nên từ đây live tới tối là xuyên suốt nha mấy chị. Vô Nam ơi, Việt Nam 31, 30 với 32 chị ơi. Lấy 32 đi chị Hạnh Nguyên. Lấy 32 nha Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên 101 nãy giờ bao nhiêu ạ? Coi cẩn thận nha. Cẩn thận là nó lủng xuống cái bì một cái là hư cái quần 101 nha. Ủa con đang ghi cho ai ạ? Nguyễn Thị Phúc. Nguyễn Thị Phúc 34. Rồi bé bì ghi 32 phải không? Chị Hạnh Nguyên 32. Vậy mà cái bao chân váy viên nóng chịu bỏ cho ta đâu. 34 hoặc 35. Còn chân váy tay lớn. Nãy hình như còn con 20 đó thử. Nãy còn con quán này là chưa đo. Con này xanh bạc. Má con này 280 nó cũng quăng lên hồi của tôi nè. Mấy này ngủ là ngủ tây nè. 35, 34 hoặc là 36 không mình. Thấy 36 không mình. Ai 36 của mình rồi á. À nậu cha nó ở đâu mà nó lôi ra đây vậy ta. Cái bao này bị lủng mà sao vậy Bi? Tôi thấy mày lôi ra. Trời má ơi cái thằng này điện đó chứ. Ngồi im đi em xeo cho bao quần sọt là xeo 90 luôn. Yên con 51 quần rin nam sao. Yên còn rin nam sao 38 phải không? Không nhớ nữa chị. Không lấy 32 của chị Hạnh Nguyễn không có lấy 32. Ủa 34 của chị Ngô Trương chưa có. Để trả cho anh. Ba bốn của ba bốn của chị Ngô Trương có là rồi Phương Võ thì My có 34 chưa? Phương Võ thì chưa. Phương Võ thì My chưa có 34 không? Phương Võ thì My chưa có 34. Cái quần này đẹp lắm, cái quần này đẹp dữ dàng lắm. Nãy còn con chân váy 20 ngàn. Chị Nguyên Phương ơi, chị còn trong này không? Ở trong Zalo rồi. Nè 20 ngàn là Bích Thủy, ghi cho Bích Thủy 20 ngàn đi. Trời má, cái thằng Tư này vô chắc tôi chém nó đầu liền, hội xác quá. Nè có con chân váy thì Yên đo lên là giật liền nha, bán 40 ngàn. Em gái đo 40 ngàn, con này anh Phước một mình, anh Phước mấy cái.
Nguyễn Thị Phúc. 104. Nghĩ là phải 104 không? Em còn con chân váy eo 108 ha. Eo 106 đến 110. Chân váy bán cho mấy chị 40.000. Bán 40.000 nha. Dạ trắng là trắng của nam nha chị Loan. Trắng là trắng của nam chị Loan Lê. Dạ xe 101 thì mấy bộ này đi lấy vô cái chát. Lấy vô ít nhất đó mấy chị là phải 180-200 nói thiệt. Lấy vô giá chát đó. Chân váy 40.000 của Quỳnh Nguyễn nè. Chị bớt nói câu đó giùm em được không? Thì có chắc em đi mua keo 502 quá, em vô em nhíu đồ đít chị lại luôn quá. Chị có thể bớt nói hàng bơm được không chị? Tội nghiệp em, chị bán keo lỗ lòi lồn của cầu hàng bơm nữa. Chị đừng có để em mua. Nó bị bệnh hả anh? Dạ, bây giờ chở nó ra xin nó mũi thuốc thôi. Em có quần trắng size 36 anh ơi, nam size 4 của anh là anh mặc size như 30 hả? 30-31. Vậy giờ chị lấy size 32 hoặc 3, nó có 32 hoặc 34 á, chị lon lên muốn lấy gì lấy. Nãy chị lấy cho Quỳnh Nguyễn size 36 rồi, tại vì nó 30-32-34-36 nha. Quỳnh Nguyễn 30-32-34-36 quần nam. Rồi đưa một bao vô ra, cái lấy lúc cũng bao vô đi quần nam đi bây giờ. Quần nam. Ba hai của chị Loan. Dạ. Ba hai của chị Loan Lê. Rồi thay bệnh cho chị Loan Lê. Ba hai của chị Loan Lê 101. À mấy hôm nay không có gì không? Em cũng giỡn thôi chứ mấy chị cũng đông cho có cái hàng rẻ để mua mà. Hôm nay có căng. Nói chung là em biết ý thằng chị. Chứ mấy má mà vô duyên là em chửi rồi chị. Tại vì em biết ý của mấy chị. Em biết chị mua cái bill đầu em là đã dễ chịu rồi. Cái người ta mua dễ chịu là người ta dễ chịu lắm chị Huyền. Em nói thiệt. Cái người bác sĩ cũng vậy, nhiều lúc Yên ơi rớt cái hộp ngọc trai này, Yên ơi rớt cái hộp me hộp le kia, nó cũng về nó xử lý rồi mấy chị. Nói chung là cái người ta mua hàng mình dễ là nó sẽ dễ. Nghĩ sao bán một cái con quần này, hồi nãy Yên bán một con quần này. Mấy chị coi quần này mà 220 Yên sale 70 nè. Quần này là mã 03L124. Quần này là quần gì? Quần gì mấy chị? Quần này là quần giống như quần ông địa mà xe 70 ngàn mấy chị coi thử được không? Đó, xe 70 ngàn. Xe 70 ngàn. Rồi, coi mã gì đây? Em lên cho mấy chị một mã quần. Mã này là mã 309L100. Con này mấy chị không lấy em cùi liền. Con này mấy chị không lấy em cùi liền. Đẹp không? Mã 309L100, xe 70. Để chút nữa em kiếm 38 em nhắc tay cho chị. Hồi nãy ai hỏi quần nam đâu rồi? Quần nam 32 đen. Nè lên cho mấy chị một con quần đen lưng phung nè, mã 66L105. Trời ơi coi quần này mấy chị đã. Mã 66L105. À xe 70 luôn. Rồi chị Gia Linh Ngô mã 309. 70.000 của Gia Linh Ngô coi. Rồi mã 03L104 quần lưng đen lưng phung rách một tí xíu thôi. Mấy đứa đừng ẩm đô la nha, đô la đang dơ. Ý Yên bán cho mấy chị một cái con jean nè, mấy chị coi phơm nè, đã không? Phơm hơi bị đã luôn. Rồi mã con mã 03 thôi nha. Con mã 03 đi ở ngoài luôn bây giờ. Bây giờ đàng hoàng nha. Em 120 nè. Ghi quần trắng, ghi quần 7 tắc nam. Quần trắng 7 tắc nam. Em 120, em 100 lộn, em 116 với lộn. Em 116 quần này nha. Em 116. Ý Yên lên cho mấy chị một con mã quần eo 86. Chị Thu hả chị? Chị gì à? Chị eo 86 mà mong 101 đè đè con mấy chị eo 86 nè. Ôi cái quần này hơi bị đẹp. Cả 70.000. Cứ đi em eo 86. Rồi. Thôi giờ sọt bán sọt cho mấy chị với giá 90.000. Bán sọt cho mấy chị giá 90.000 nha. Mã này là size dưới 72kg nè. Chốt sọt đẹp không? Dưới 72kg size 33. Dưới 72kg size 33. Hai con dưới 72kg, 65 đến 72kg. Hai con, có hai con. Rồi có ba con mấy chị. 64, 65kg đến 73kg. Có ba con. Rồi xe 80 đi khỏi xe 70, 90. Ông địa của Nguyễn Thanh Hiền 70. Ông địa đâu ạ?
Đĩa ơi, đĩa hãy vào đây cho tôi hồi nhỏ ông đĩa chúng coi. 70.000 Nguyễn Thanh Huyền con. 70.000 Nguyễn Thanh Huyền. Mấy giờ, tụi nó quá trời mệt luôn rồi. Khỏi khỏi nấu cơm ấy. Có đồ ăn chị Hạnh đem qua với chị Hạnh. Dạ, nguồn sọt của chị Nguyễn Thị Phúc. Có một size thôi nha chị Phúc ơi. Một size, nguồn này mặt nạ đó. Và Nguyễn Thị Phúc nè. Nguồn sọt này có dáng mặt đẹp lắm nha. Mua bữa cuối nha mấy chị ơi. 80.000 mua bộ cuối chứ mai không còn quần nè, mai không có còn bán cái giá này, với lại qua tết em cũng không bán giá này, cho nên mấy chị lưu ý giúp em nha. Rồi lên cho mấy chị sọt xanh nè, sọt xanh này size 34 nè, lên cho mấy chị sọt xanh. Sọt xanh này dưới 72, ở lộn sọt xanh này dưới 75-77kg nè, sọt xanh. Dạ để em coi được con 36 luôn, lấy quần eo 116 cho chị luôn hả? Rồi 70.000 eo 116 của chị Huyền luôn. Dạ sọt xanh này em còn 34 nha, còn 33-34. Dạ sọt xanh á, còn 33-34 hai mấy chị à, 33-34 chị ơi, chị vợ chị Ngọc ơi, 33-34 35 là lớn nhất. 35 này còn cỡ 35 mà phơm này nếu mặc ôm thì còn cỡ dưới 80kg 35 ha. Đó là hết rồi, ở xe mã này cho mấy chị với giá là 80.000 nha mấy chị. Sọt xanh 35 của chị Long Lê. Dạ ok chị Long Lê. Long Lê 80.000. Long Lê 80.000 930 Đà Lạt, A, Hồ Chí Minh. Rồi nhớ từ đây tới tối là coi like liên tục nha mấy chị. Nhớ không? Rồi sọt 35 của chị Ngọc Giang. Cảm ơn chị Giang luôn nè. Cảm ơn chị Giang luôn. Ngọc Giang 35 nè. 35 của Ngọc Giang. Giang lại đi. Cho em có đường nguồn dài eo 86 không đó. Bây giờ là phải ngồi kiếm mà chị Lan à. Bây giờ không thể nào sọt xanh của Gia Linh Ngô. Gia Linh Ngô lấy 34 nha. Gia Linh Ngô lấy 34 và 33. 80.000 rồi Gia Linh Ngô. Đúng rồi chị Long Lê 34 đúng rồi. Gia Linh Ngô 71kg phải không? Gia Linh Ngô 71kg. Rồi lấy size 33 cho Gia Linh Ngô đây. Rồi Gia Linh Ngô 80.000 nè. 80.000 của Gia Linh Ngô. Dạ đúng rồi. Dạ rồi còn một cái của chị Phương Đô nè. Rồi chị Phương Đô 80.000 sọt xanh luôn. Chị ơi, nói chứ còn ba cái con màu xám không chuột lấy giùm em thì tậu em sợ ông thiệt tậu em á chị ơi. Còn ba con lấy giùm em được không? Sáng định nhắn tin cho anh cha bé lùng nghỉ đi chứ, bây giờ lên trường cũng trâu không chứ làm gì đâu, mai nghỉ rồi không giờ lên đó lên trường cho nó cày với tụi nhỏ chứ giờ ở trường đâu làm gì đâu. Đi ra kia con, đi ra kia cho mẹ con đang rất là dơ giấy, mẹ không có thể cho con vô nhà được. Đi ra kia. Con đi đây đây. Tội nghiệp con. Tội nghiệp bây giờ con dơ quá mà biểu. Dơ quá trời dơ mà biểu. Lên cho mấy chị một con quần ông địa eo 84 là đẹp ha. Eo 84 rồi xe 70 luôn. Eo 84 hút mấy cái hộp này lại. Bây giờ nó chui xuống ghế xuống bàn đó. Có chị Trang nói nhưng mà phải ngồi coi like. Rồi yên lên cho mấy chị một con eo 116 nè. Đẹp không? Trời ơi con này chị Huyền không lấy tiếc lắm. Chị Huyền với Bích Thủy không lấy con này là tiếc lắm luôn á. Eo 116 này để riêng nha. Xin nghỉ bữa nay với ngày mai đi. Có công việc của Bích Thủy nè. 70.000. Nó có một cái chị Châu, đợi em lôi lên nữa cho chị Châu ơi. Chị Châu đợi em đi, em còn ít em hút hết luôn. Nè lên cho mấy chị con eo 101 nè. Lên cho mấy chị eo 101 nè. Eo 101 còn một con 70.000 nhanh đi mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một con quần trang trang. Mã 15 eo 92. Con này đẹp lắm nha. Mã 15 eo 92. Hết sạch rồi chị Trang Thái. Mã 98 eo 102.
làm anh tiếp thôi, đừng nó làm anh tiếp đi. Mai cho nó nghỉ. Nè, quần jean xanh bạc eo 120 nè Thủy. Mà mày coi cái ống đó nè Thủy. Nè coi ống bát này đẹp không? Dễ giàu để kiếm được con quần eo 120 và màu vậy Thủy. Không bao giờ kiếm được. Ha, à, chú làm em bát 120. Quần sọt là bây giờ còn hàng chính quy à. Hàng chính quy thì giờ Yên không có bung. Giờ Yên không bung ra tại vì muốn sale hết cho cái hàng dập dập ở ngoài đó chị. Rồi Yên lên cho mấy chị một cái mã 59 eo 90. Mã này chị Châu có chưa? Nếu chị chưa chị Châu chưa có con mã jean rút động này thì nên lấy. Mã 59 eo 90. Mã 59 eo 90 có được 2 con nè mấy chị. Có được 2 con mã 59 eo 90. Đó. Cho nên vừa bán vừa đánh nhanh rút gọn lên nha mấy chị. Đây là có chị nào có bill ở nhà em không? Em chốt tặng cho con mã tặng. Mã 59 của chị Lon Lê. Mã này đẹp lắm nha chị Lon. Mã này đẹp cực kỳ luôn. Chị Lon Lê nè. Tôi không mặc xanh bạc, tôi thích xanh đậm. Yên cho chốt cho mấy chị mã tặng nè. Mã tặng 70. Yên chốt với mấy chị mã tặng nè. Trời má Thanh Ngọc ơi, con chưa đưa cái quần ra luôn. Mã tặng size nhỏ nha. Mã tặng size nhỏ đẹp ha. Rồi tặng cho Thanh Ngọc nè. Má ơi chưa chốt mã tặng, chưa đưa lên đâu mã tặng rồi. Bà Lanh thì chứ. Thiệt, Lanh thiệt. Lanh quá thì Lanh luôn. Trời Yên lên tiếp cho mấy chị mã 13 eo 80 nè. Mã 13 eo 80 nha, ngồi lại đây nha mấy chị nha. Tại vì chút nữa có một cái lô mà sẽ sale riêng nam nữa ha. Mua 20 cái. Trời em cũng vậy á chị. Em cũng như chị thôi. Mã 12 eo 106 nè. Mã 12 eo 106 nè mấy chị. Xuất sắc ha. Mã 12 eo 106 nha. 70 ngàn sale. Mã 12 eo 106. Yên lên cho mấy chị một con mã lông chuột nè. Con này dành lộn nè. Mã 05 eo 100. Hứa luôn. Con này dành lộn chắc luôn. Mã 05 eo 100. Mấy chị ông nào uống miếng không ạ? À? Mã 05 eo 100. Mã 05 eo 100. Dạ con này eo 98 là chị nào dưới 80kg hút con xanh bạc này nè. Xanh bạc này ống suông. Bán cho 70 ngàn. Con này mang giày thể thao đẹp lắm. Con này bãi sinh cũng đẹp. Mày mua đồ chưa bay? Không mua đồ luôn. Rồi ok rồi nhớ nghe. Mất chịu gán chịu nha. Rồi mày bóp đây, mày bóp mặt mày chỉnh này. Yên lên nha mấy chị một con mã không coi dạng. Con này mà chị nào mà mua cho con gái là con gái mấy chị thích lắm. Đây nè. Mã số 10 eo 90 bán cho 50 ngàn. Mã số 10 eo 90 nè. Bán cho 50 ngàn. Cái con này mà mua cho con gái mấy chị thích lắm. 60 đến 70kg mã 50 ngàn. Chốt giùm em mã. Mã số 10 eo 90. Nhà tôi tụi nó giờ không có mê tiền, không mê quần áo. Chị giờ biết tụi nó mê gì không? Mê đi chơi. Mày là con người mày mơ tiền khỏi nói rồi. Nhà mấy đứa nhỏ là mơ đi chơi đó. Mơ đi chơi dữ lắm. Mã số 10 của chị Anh Nguyễn 50 ngàn nè. 50 ngàn của chị Anh Nguyễn. Yên còn một con riêng rắc mấy chị. Mã 94 eo 92. Con này vải đẹp lắm. Con này vải đẹp dữ dằn lắm. Mã 94 eo 92. Con này vải đẹp dữ dằn lắm mấy chị nha. Mã 94 eo 92 con này. Yên lên tiếp cho mấy chị mã 90 eo 108 nè, con này đẹp nè. Cái con này nói gì nè, con này đúng đúng chất của nó là lai vậy nè. Đó, nó có cái đường xếp lai sẵn luôn. Đây, rồi xuống anh coi mentor à. Mã 90 eo 108 nè. Con này mà chị nào không chốt là hối hận cả cuộc đời nè. Thì con này nè. Riêng con nào Yên không dám nói. Con này mà chị gì hồi nãy chị cái gì? Chị gì ba chữ mà mua hàng bị hụt á. Lăng Minh Ngọc. Ờ à, đúng rồi, Lăng Minh Ngọc á, là con quần này chị Lăng Minh Ngọc mặc bao đẹp nè. Alo, chị Lăng ơi, chị Lăng. Chị Lăng có ở đây không? Yên lên nha mấy chị, mã 22L108 là cũng của chị Lăng Minh Ngọc luôn nè, 36 nè. Cũng của chị Lăng Minh Ngọc luôn, 36 nè, sale 70. Đó. Đó. Hello, Carbon. Hai. Con này mã 82L90, đừng đụng nó, đít nó cứ không à. Mã 82L90 rồi, sale 70 luôn. À, có ship nào để mặc đó. Chị Hoàng Hồng đợi em nha. Em xong cái like này em đi ăn cơm cái ạ. Quốc ăn cơm cái qua bắt đầu lên hàng xưởng, hàng áo dài, hàng set, hàng bộ. Ngày hôm nay là
ngày like cuối mà mấy chị không canh like em là ngày hôm nay, là mấy chị không mua là hối hận cả một năm nha, hối hận cả một năm. Rồi không bao giờ em đứng gì, em rút cái đít em ra khỏi cái nền đây nè, rút cái đít ra khỏi cái nền nền mã 8270 rồi này, mã 82L90 nha chị, chứ không có L70 đâu. Mã 82L90 nha chị. Ca Bành, chị Ca Bành tí xíu em có mấy cái con mùa rin xanh L80 của chị nhiều lắm. Dạ lấy hai con mà em kêu chị Lan Minh Ngọc có không? Dạ một con lai lọc L108 với một con 22L108. Hai con này chị về chị bạc xuống lắm. Em nói thiệt, chị có cái rin của nó nè, chị có cái rin hàng xúc nó mặc đẹp lắm. Rồi chị Lan Minh Ngọc, chị Lan Minh Ngọc hai con 70 còn 70 nè, 70 còn 70. Má ơi quần 222 siêu bự quá. Tới 70, tới 70. L86 cho chị nào. Dạ ăn cơm nửa tiếng rồi qua lắp tiếp với chị Anh Hồng. Nói chung là hôm nay là chị vô shop quần áo với size Yên là lúc nào Yên cũng like nha, cho nên mấy chị tranh thủ nha. Dạ chị Lan Minh Ngọc có muốn lấy con quần đen L104, 105 không? Đô la, con đi ra. Mẹ nói con biết. Đi ra chưa? Ừ sao ba nó trở đi luôn anh ơi. Hạnh biết chị lỗ con nhiều không? Tại vì đánh rút hàng để đầu năm mình thích về hàng mới thôi. Tại vì có nói với mấy chị rồi là nguyên một năm á, là nhà em á 10 người cũng đủ ăn đủ mặc rồi. Năm nay ông nội bệnh nữa rồi, chi phí đồ đủ không dư, cũng dư không dư nha. Năm nay không dư nha, không có nói tét. Tuổi tin giờ đã bán giỏi chứ mình bán toàn toàn vậy đủ sống mấy chị. Lát nhớ chốt cái đầm riêng. Ok. Có quần chín tóc nhưng mà không có sale. Tí xíu Yên lên nha, tí xíu Yên sẽ sale nhẹ cho mấy chị mấy mã chín tóc bên kia nha, sale nhẹ. Cho nên mấy chị nhớ nhớ nha, nguyên ngày hôm nay từ đây tới 11 giờ đêm sẽ là like liên tục. Nếu nghỉ thì nghỉ còn cỡ nửa tiếng cho tụi em thở một chút thôi. Em like đi, like mấy đứa nhỏ chạy. Nói chung là ngày hôm nay mấy chị ở cái like của em, tại vì like ngày cuối cùng rồi nha. Cho nên mấy chị ở giùm tại cái like của em với. Con này mã 66L105 nè, con này chị Láng Minh Ngọc có lấy không? Năm nay có tặng quà cho người khó khăn hay không thì nói chung là không nhiều cũng sẽ ít Hạnh à. Mà thật sự nói thì chỉ Hạnh chứ cái nào cũng làm. Có điều làm tiền của mình thì mình không đăng đâu. Có điều làm tiền của mình em thấy áo lạnh không? Áo lạnh nói chung là chị cứ lủi làm nha Hạnh. Nhưng mà cũng sẽ đăng bài cho mọi người có hùng phước thì hùng ha. Nhưng mà đợi phải đợi xong công việc là hôm tối 26, 27, 28, 29 là bắt đầu hai vợ chồng mới đi lang thang cho cái kiểu vậy đó Hạnh. Thì năm nào cũng như vậy mà. Ê năm ngoái đi cho mấy bà nhâm nhựa hỏi chị ơi chừng nào chị đi làm chị đi chi không? Đi lượm bọc nói chị, chừng nào mình nghỉ Tết hỏi mấy bà lượm bọc á, chừng nào chị làm lại? Mùng 1 khai trương lại rồi. Má đi lượm bọc mà cũng có khai trương nữa, mù nậu tao luôn á. Có quần nam nhưng mà tí xíu hoặc đấu ngồi ra mình đi mà ngồi nào. Rồi chào đi con, chào mấy chị đi. Chào mấy chị nha, hẹn mấy chị nữa khoảng nửa tiếng nữa. Em ra tiếp nha mấy chị. Cảm ơn mấy chị.